Mùa này chưa phải mùa hoa nhưng mà hoa giấy nó ra suốt thôi. Bông hoa giấy như em biết. Rồi đi vào xem các bác gỡ ong đến đâu rồi. Bắt được một tổ ong bầu vẽ rất là to. Bây giờ gỡ ra để xào. Ăn với bánh tráng. Nhiều nhà hôm nay già kinh nhà. Nhiều mà bác. Đấy. Hội gỡ ong. Hội đi viện. Được nhiều rồi. Ong bầu vẽ. Con này ấy mà... Thế mà được một chai rượu ong rồi đây này. Gì mà lo thế? Vào đây không sợ nữa đâu á. Không lo là không lo. Cứ gỡ từng con một này hả? Con này. Bây giờ mấy con đây này, này kia này, này đốt hết này, này này. Đốt cửa, đốt sang qua cái dốc này. Yến ong, dị ứng ong hả? Đúng rồi, ai dị ứng ong thì không ăn được. Bổ nhất trong các loại. Đi trong tay luôn. Ăn xong là đi trong thuốc tây là. Ôi giời, chú Kiên phải được hai cái này đấy chú Kiên ơi. Trong các cái con này chú để con già, cái kia để con đen đen kia kìa. Không, con này ăn hết. Không lấy à? Không. Giàng. Sao? Giàng hết. Thằng bỏ ngâm cái con đen đi. Giàng. Con này nó cắn này. Con nào nó khỏe là nó cắn được. 4 5 tô rồi. Đấy. Con này ra ngon hả? Con này nó đã có vòi đâu? Chưa vòi. Ờ thế đâu sợ con đó đâu. Toàn con già thôi. Của anh cho em cái đó đi. Ôi dồi ôi, con già không này. Cái đầu nó đen đen là nó già rồi. Nhưng mà thấy mọi người bảo ăn cái con này mới ngon. Rang con này ngon hơn con trắng luôn. Cái này nữa, tí nữa các bác ấy làm cái món ong xào. Ăn với bánh tráng. Xem tí xem các bác làm kiểu gì. Đậu lan này. Lan kiếm ấy, đẹp không? Bác ấy làm thành chậu đẹp đi. Có hũ dài này này. 5 5 bánh 7 bánh. Ui giờ cái năm kia bắt cái nhiều. Ăn không hết thì bỏ tủ lạnh mai nhậu tiếp. Những cây cảnh rất là đẹp. Đang quay video một đĩa ong rồi. Giờ xào lên là làm thùng bia rồi rồi. Là mấy ông đổ ngả đổ nghiêng còn đổ hơn là đi bắt ong. Thùng bia là các ông đổ ngả nghiêng. À bữa ông bia mà. Thì hái lá chanh để xào ong. Ồ có cây chanh đã thế. Ồ chanh có trái luôn. Đấy hái độ nắm là được. Về rang với ong cho thơm. Nhiều cây tía tô. Thơm quá, mùi chanh thơm lừng á. À, anh chỉ làm nắm là được thôi, chừng đó là đủ rồi, thơm lừng tổ quốc rồi. Thái nhỏ ra là có một dĩa ong chanh, dĩa ong lá chanh. Sao mà dao có con nào nữa không? Nhiều lắm, dao đây. Kia kìa bác, con dao con kiện được kìa. Đây. Con nào chẳng giống dao, con dao, nào. Dao. Phải mài dao đã. Chắc đâu có việc gì. Mài cho nó sạch đi. Này cây đẹp quá. Cho lá chanh vào nữa là thôi rồi. Một dĩa ong nhộng, một đĩa nhộng chuẩn bị rang nhá. Chuẩn bị xào làm món ong xào lá chanh. Có đầy chứ này đầy. Lá chanh đã xong. Được rồi anh, để thế đi cho nó ngon. Được rồi. Đắng. Khâu chuẩn bị rất nhiều các gia vị. Rau thơm nữa này, chanh này, ớt này. Đủ các loại gia vị. Cho dầu vào. Nóng bếp chưa anh? Chắc cho nhiều dầu này được chưa? Ờ cho nhiều dầu. Ui cho hành thơm quá. Bỏ tí ớt vào cho hành vào. Bên trái vào cho đẹp. Chanh ăn gì đâu lấy chanh. Đi thảo bỏ đổ nước mắm. Ôi giời ơi. Chu trời. Thơm là đầu bếp nhà hàng Phú Quốc. Ôi thơm lắm. Thơm đấy, thơm lắm. Thơm lưng tổ quốc. Không hành nó cháy mất. Thơm lưng tổ quốc. Đó. Đó rồi. Đó. Đây đang xào nấu cái gì? Ai? Đậu dưới rồi còn nát. Chưa. Rang nó phải xay xay nồi này hả? Quả bên này nó sôi xay hơn. Xay tròn cho nó chín đều. Tốt lắm. Để mà ăn nhiều. Đây xào hôm nay. Hôm nay xào ngon rồi. Thế giờ mình ngồi đây. Đúng rồi, ở nhà bác là không có ngon. Ăn ngoài vườn nó mới ngon.
đi bắt ong mà không ăn được bạn hóa ra là coi như là anh em thì lại suy nghĩ khác liền. Đúng rồi. Lạnh thế nào cả. Đúng như vậy chứ. Ít nhiều ngồi ăn cho vui chứ. Cho tí nước mắm. Thế mà chưa ngon thì mới cho bột ngọt. Cho vừa không khéo lại mặn này. Cho từ từ xong hãy nếm đấy vừa rồi thôi. Rồi nghệ thuật cho nước mắm nhỏ giọt. Từng tổ quốc. Cho tía tô hành ngò vào. Vàng rồi. Thơm thế. Xong lại cho sang bên này đảo vừa ăn. Được đấy. Rồi. Ui trời ơi, ngồi ở vườn như thế này mà ăn. Không hao đâu mà. Cái này thì nhậu thì thôi rồi. Bây giờ múc ra cái bên kia tí. Anh được ạ. Làm tí. Này đâu? Cho các bác uống rượu nhậu. Trời ơi, ngồi trong cái vườn mát mẻ này mà nhậu là thôi rồi. Phải ngồi đi nhà hàng làm gì có anh ơi. Đúng rồi, nhà hàng có điện chứ. Cháy nồi rồi. Cháy nồi. Đào quên. Ú, thơm lừng. Anh rút điện được không? Anh có gì ơi? Đi coi đấy. Đi làm. Đó, các bác vui chưa? Vui thế. Không có gì. Ôi, cháy nồi nó rồi. Ngon không bác? Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon hả? Ngon mà. Quá thêm cái chanh không? Mùi mặn rồi. Mùi mặn. Vừa chứ không mặn gì. Vừa đấy bác ơi, không có mặn đâu. Vừa mà. Cũng như chung hả? Sang ăn nhộng. Ăn có. Đến lượt mình thử một miếng ong nhộng nhộng ong lần đầu tiên được ăn. Rồi, làm một miếng bánh tráng đây, xúc. Số đem thấy đâu được cô? Mấy khi mà cô ăn mà... Thật đấy, mấy khi mà có cả cuộc đời mới được ăn đấy. Ngon. Ngon chứ. Đừng ăn. Cái này thì đúng vậy. Ồ, thơm ngon lắm. Bán là bán cả cái tổ ấy đúng không? Giúp con. Giúp con. Cứ con ruột là lấy đâu 30.000 một lạng. Bán ngay chỗ Điện Đỏ. Thơm ngon lắm. Ở đây nó nuôi. Không phải ta nó xào ngay nó khô. Ngon. Có giúp nhiều với anh nhiều. Cứ để nó chết mất. Để nâu nó chết cái này. Ồ, ngon lắm. Nói chung cái này là nó bổ cực kỳ. Cái này ông rươi mình cũng ngon. Thịt bò chả là cái gì mà. Giòn thơm ngon. Cái này thì nó ngon. Vừa lắm. Vợ mình ăn này không ăn.